con dữ lắm. Ủa thừa con không? Chỉ sáng tạo ra mình nghĩ để mình phân biệt là cay dai, giòn giòn, thịt chấm với lại mắm sạch. Đây là cái hù thích ăn chay. Cháu mình bé ù nó đòi ăn ốc chấm với mắm xả. Ủa thừa con không? Thì cô bé làm theo công thức của cô bé nghĩ ra thôi. À, nếu các bạn nào có thích món này thì bắt tay nhau làm với cô bé. Cái món này là mình chỉ sáng tạo ra mình nghĩ để mình phân biệt là này kia thôi. Người ta ăn mặn có, mình ăn chay cũng có. Mình không có suy nghĩ tầm bậy nha các bạn. Tại vì đã mình ăn chay rồi thì mình đâu có ham muốn gì đồ mặn nữa đâu. Nhưng mà tại vì cô bé sáng tạo, cô bé muốn nghĩ ra để mà nhiều món, để mà phân biệt ra để cho các bạn biết, các bạn làm theo. Giờ cô bé xin giới thiệu nguyên liệu cho các bạn biết. Nấm đùi gà, cô bé mua là 4 cái nhưng mà cô bé làm không có hết đâu, chừng 2 cái rồi nha các bạn. Nhưng mà tại vì ngủ nó mua luôn 4 cái. Ở đây cô bé có 2 cây sả đập dập. Lát cô bé xé nhuyễn ra, cô bé hấp ốc nha các bạn. Rồi ở đây cô bé có mấy tay nấm mèo nè. Thì cô bé lấy đại như vậy nè, mà cô bé chưa biết làm nhiều hay làm ít tùy theo mà cô bé cuốn nha các bạn. Thì cô bé cuốn hình con ốc này nó cũng được, nó tưởng tượng tựa tựa như vậy nè các bạn. Đặng hồi mình nhét cái nhân vô á các bạn. Ở đây cô bé có một cục mì căng. Cô bé làm cái nhân của con ốc á cho nó dai dai á các bạn. Cục mì căng lát cô bé xắt hột lựu. Đây cô bé mua sả bào, lát cô bé bằm nhuyễn ra nha các bạn. Này 2000 sả nè. Muỗng cà phê ớt, một trái chanh. Ở trong đây cô bé có 2 muỗng đường cát, 2 muỗng canh á với 2 muỗng nước mắm. Cô bé quậy lên cho nó ra cái chất đường nó kẹo ra hồi mình làm nước mắm xả, mình chấm ốc ăn đó nha các bạn. Này là nguyên liệu, lát cô bé làm nước mắm nè. Có một mớ cái tâm mà tâm sỉ găng đó nha các bạn. Hay là cái tâm sỉ găng nó dễ cho cô lụi hơn để hồi mình cuốn ốc mình lụi. Giờ cô bé bắt tay nha vô làm nha các bạn. Giờ mình đi thấy cái nấm bầu ngư ra mỏng mỏng nha các bạn. Thấy cái nấm bầu ngư ra mỏng mỏng nha các bạn. Vì mình cuốn ốc mới được nha các bạn. Đó, làm ốc giả mới được nha. Nó như vậy nè, giờ cô bé lấy cái kéo nè. Đó, cô bé cắt ra một miếng vậy nè. Mình cắt lựa như vậy nè, rồi mình quấn vô á. Mì căn này nãy cô bé có chiên sơ nè các bạn. Nãy khi cô bé xắt hột lựu á, cô bé chiên sơ đó nè. Ăn cho nó chín á, cái mì căn đằng hồi mình hấp lên á. Nó nằm ở ngoài nè. Rồi cô bé đẩy cái miếng nha. Nấm đùi gà vô trong bằng một phân nửa nè. Rồi cô bé sẽ xay lại vậy nè các bạn. Xay lên giống cái đít con ốc đó các bạn. Đó, mình thấy cái đít giống đít con ốc đó các bạn. Giờ mình sẽ lụi cây tâm cho nó nằm ở dưới đây nè. Nó không có bị rớt ra các bạn. Đó, mình nó dính nè. Đó, chỗ này mình cái nhân này nè các bạn. Nhét vô mình 2-3 cục ra cho con ốc mình nó dai dai mà mình ăn nó ngon. Đó, cô bé nhét vô á. Giả mà các bạn, cậy đi. Giờ ốc cô bé đã cuốn quấn xong rồi nè các bạn. Giờ cô bé đi hấp xả nè. Bỏ 2 muỗng
đường, 2 muỗng nước mắm nè. Cô bạn thấy không, giờ cô bé ngâm từ nãy giờ nó tan, nó kẹo gì nè các bạn. Đó, nó kẹo gì nè, lại mình ăn mắm mà ốc rồi phải dành nước mắm phải cho kẹo nha. Cô bé bỏ vô đây nè, cô bé tan cho nó đều nè, thấy không. Cô bé nặng vô một miếng chanh vô đây. Cô bé bỏ xả vô. Làm nước mắm kẹo hồng chấm ốc ăn nó dính vô cái miếng ốc đó, nó mới thấm vô. Mà mình làm lỏng thì nó không nấu thấm nha các bạn. 15 phút rồi các bạn. Đó, mở ra thơm. Các bạn những video tới nha. Thì đừng có thấy được.